mà nó tổng hợp lại toàn bộ những cái nội dung của bài học và thay vì là chúng ta xem từng phần này thì chúng ta có thể lấy cái file này về và offline để xem offline để xem lại cái UML của chúng ta. Thì nói chung là bạn nào mà có cái thời gian cơ hội để mà đọc thì các bạn cố gắng đọc đi vì nó cũng rất là cần thiết cho chúng ta mà. Và thầy thầy phát 3G để dạy mà. Giật lắm. Anh Dương dạy U mà lò cho lớp đi. Anh em mày đánh cờ không? Rồi, có tôi đây, Đây. bạn muốn chơi cờ gì? Bạn Hùng. Bạn muốn cờ vua hay cờ tướng hay cờ bạn Hùng nhỉ? Tôi hỏi thật mà. Ok, giờ chắc là mạng internet ổn định rồi đấy. Thì tôi vừa lấy một cái mạng khác. Đấy, thì tôi đang nói với các bạn về cái UML này. Và các bạn thấy rằng là về nội dung thì nó không có nhiều đúng không nhỉ? Đến ngay cả cái cuốn sách này. Cái cuốn sách mà nó tổng hợp lại nó cũng có 7 37 trang thôi. Cái gì em? À rồi ok, cảm ơn bạn nhắc nhở. Ok, tôi cũng vừa ký up lên cái này. Một là cái tài liệu đấy, hai là ở đây. Thì ở đây là nó liên quan đến cái này nó sẽ đầy đủ hơn này. Đấy, nó sẽ đầy đủ hơn. Như là class diagram. Đấy. Các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ chỉ rất là rõ cho chúng ta. Đấy, food item rồi nó kế thừa tomato này. Đấy, trong cái food item này thì nó có vitamin này, có calo này. Đấy, nó được cài đặt này. Vân vân. Đấy, thì các bạn cái tài liệu này thì nói chung là tôi đều sưu tầm và các bạn thấy rằng là hứng thú đối với cả môn học ấy thì là tôi rất là khuyến khích các bạn đọc và trao đổi. Nếu như có vấn đề gì để đọc và không hiểu thì có ít nhất là có một cái tội chỗ là chỗ tội chỗ tôi để mà trao đổi cùng với các bạn. Ok, nhưng mà tuy nhiên là cái này nó chưa được như ý của tôi đâu. Bởi vì ở đây, ứng dụng đây. Thì tôi muốn là các bạn có những cái ví dụ thực tế để mà chúng ta tìm hiểu như là 34 cho đến 71. Đấy. Như là kiến trúc của hệ thống liên quan đến định vị vệ tinh ấy. Để chúng ta xem rằng là nó như thế nào. Đấy. User này, operator này, maintainer, external power, communication, upmove, switch. Đây là những cái vai trò người dùng mà join vào cái project này. Đấy, nó sẽ có các module packet như này. Đấy. Đấy. Đây là các về logic các module sẽ được thiết kế. Đấy.
Đây là về quy trình. Đây là cụ thể của is a case. Ok. Cái này nó chưa đầy đủ đâu. Bởi vì là những cái is a case kia nó cần phải mô tả rõ hơn. Ở đây thì nó chỉ mô tả chung chung như vậy. Đối với cả việc của chúng ta như vậy là nó chưa đủ đâu. Để xem nó có lớp không. Đấy, component, đây là các thành phần. Node, đây là deployment liên quan đến triển khai đấy. Ok. Sequence, đây cũng là activity thôi. Nó chưa được đầy đủ đâu. Đây, vì nó còn thiếu như là biểu đồ lớp, biểu đồ sequence, đây là ok, đây message class, same class diagram, cũng không đầy đủ nhưng mà cũng giúp chúng ta học hỏi được khá là nhiều. Thì tôi mới up lên hai cái tài liệu này thì chúng ta điểm qua. Đấy. Về cái việc là UML trong này cũng trong cái cuốn này cũng viết rất là đầy đủ phía trên về UML. Đây chúng ta xem lại cái UML đây này. Đây là liên quan đến hướng đối tượng. Đấy nhá. Phân chia các notation đây. Notation là các ký hiệu của chúng ta. Đấy. Các ký hiệu. Như chúng ta thử xem packet diagram. Đấy. Để xem rằng là packet diagram nó được thiết kế như nào. Packet diagram. User case. Component diagram. Rất nhiều interface. Đấy, interface và nó được cài đặt ở trong cái component environmental controller. Đấy, và nó sẽ phụ thuộc với cả nhiệt độ môi trường. Rất là hay. Đấy nhỉ. Cái này rất là hay cho các bạn để là một cái nguồn tài liệu để tham khảo. Đấy. Thì ok thôi. Bạn nào mà cảm thấy rằng là nó hay, nó hấp dẫn thì là chúng ta chịu khó đọc. Rồi. Chúng ta quay lại những cái cơ bản. Vì vừa rồi là những cái tài liệu này là nó có đưa ra những cái ví dụ cũng phân tích khá là chuyên nghiệp ấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta quay sang là cơ bản. Thì các bạn nên đọc cái tài liệu này. Thì ở đây có đưa ra cái tài liệu này chính là cái tài liệu mà tôi tổng hợp lại vào trong hai slide cho các bạn học ấy. Thế nên là ở đây có những bạn nào đã đọc slide rồi, giơ tay cho xem nào. Những bạn nào đã đọc slide rồi giơ tay đi. Có hai bạn thôi. Bạn Đức Duy, Đức Tâm, Thế Phong. Bạn nào nữa nhỉ? Có bạn nào nữa? Tôi nhắc các bạn rằng là nếu chúng ta học code ấy, lập trình ấy, thì chúng ta làm các worker thôi nhỉ? Là những công nhân. Còn chúng ta học phân tích và thiết kế ấy, là chúng ta đang trở thành các kiến trúc sư. Đấy, chúng ta vẽ ra cái hình như thế nào thì cái người worker ấy, người ta xây dựng lên ngôi nhà như vậy hay là người ta lập trình ra cái ứng dụng như vậy. Và các bạn đã sử dụng cái UML này từ hồi phổ thông rồi đấy. Các bạn có thấy đúng không?
Tôi hỏi ba bạn đã việc xem lại bạn Đức Tâm nhỉ? Đức Tâm lúc đầu giơ tay thì nhưng mà lúc ấy tôi đang trao đổi chưa xem. Có phải là các bạn đã dùng UML từ hồi phổ thông rồi không? Bạn dùng trong việc gì? À, rồi. Bạn Thế Phong, bạn Đức Duy, các bạn thấy rằng là bạn sử dụng UML ở phổ thông là đối với cả môn học gì? Em thì em dùng ở trong toán, lúc mà em cần tổng hợp lại kiến thức thì biết mình cần học những cái Rồi bạn Đức Duy. toán là môn tin với cả môn sinh ạ, môn sinh học ạ, À, bởi vì là môn rồi. sinh thì là cần phải một cái sơ đồ tư duy để bao gồm để biết được rằng Rồi. cấu trúc của một biến thể ở đấy. Rồi rồi. Còn toán tin thì sao? Bản tin cũng cần rồi đấy ạ. Rồi chính xác. Các bạn đã sử dụng UML trong cả cái quá trình học rồi đấy. Các bạn muốn biểu diễn thuật toán, các bạn muốn biểu diễn các biểu đồ, phải nhờ. Các thuật toán là các bạn đang sử dụng các biểu đồ activity, là biểu đồ hành động ấy. Sau này các bạn sẽ thấy rằng là nó chính là các biểu đồ hành động. Ở đây là tôi vẽ cho các bạn xem lại. Vừa rồi là mở ra liên quan đến thực tế. Liên quan đến thực tế phải nhỉ? Những cái biểu đồ activity đây. Nó là biểu đồ activity và đây cũng chính là cái thuật toán. Phải nhỉ? Nếu như mà có bạn nào mà làm thuật toán thì các bạn sẽ hiểu là đây là chúng ta đang làm thuật toán. Và nếu như mà các bạn nào sau này làm game ấy thì cái vòng đời ấy, của cái con game của các bạn hay là các trạng thái hoặc là những cái hành động mà nó diễn tiếp ấy nó cũng phải biểu diễn qua cái biểu đồ activity này. Đấy, ngoài ra thì những cái trạng thái nó thay đổi chúng ta có state chart thì chúng ta dùng rất là nhiều. Đấy. Ngoài ra thì nó chính là cái cơ sở để sau này chúng ta mới tạo ra những cái quản lý dự án, các chức năng, các task, timeline về human resource, về con người, về thời gian và costing. Đấy. Ok, thì tôi giới thiệu chung chung vậy thôi. Các bạn thấy là hôm nay cũng nhiều kiến thức rồi nhỉ? Có cần phải học tiếp nữa không nhỉ? Đấy, có tài liệu chỉ cho các bạn rồi, link cũng chỉ cho các bạn rồi. Có cần phải học tiếp nữa không? Hay là hôm nay chỉ trao đổi vui vui thôi? Đọc tranh không hiểu đâu thầy ạ, thầy về giảng thứ ạ. Rồi, rồi cảm ơn bạn Tâm. Thế bạn Dương, bạn chỉ ra là không hiểu cái gì? Không hiểu cái gì nhỉ? Bạn Dương nhỉ? Không hiểu cái gì em? Không hiểu tiếng Anh thì ạ. Trong slide của tôi là tôi đã viết tiếng Việt rồi đấy. Tôi đã chuyển sang tiếng Việt rồi. À, tôi gửi các bạn tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh đấy đều là đã có tiếng Việt. Còn đối với những cái tài liệu tham khảo thì tôi cũng nói các bạn là tôi khuyến khích các bạn đọc tiếng Anh mà. Còn trong cái bài giảng thì các bạn có tiếng Việt ở đây rồi. Rồi nhỉ? Đấy. Và toàn bộ cái bài giảng của UML này ấy, nó trong slide 3 và slide 4. Rồi, chúng ta quay lại. Thì các bạn nói rằng là không hiểu ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại để xem rằng là nó như nào. Thì chúng ta quay lại UML nó là ngôn ngữ hình ảnh và các bạn thấy rằng là
Như cái tài liệu mà tôi chỉ cho các bạn đây, đây là cái thực tế, một cái phân tích thiết kế thực tế web app đi, thành vacation tracking system, hệ thống tracking vacation. Đấy, đầu tiên thì người ta đặt ra bài toán for many business today independency of worker has been ever increased. Đây để xem nào. Tôi cũng chưa đọc cái này, bây giờ đọc để xem nó là gì. Đấy. Do đó vì liên quan đến thời gian công việc vân vân và vân vân. Thì do đó mà trong cái ví dụ ở cái chương này chúng ta tạo ra một cái công ty fictitious. Kiểu như công ty giả lập, công ty ảo thôi, để quyết định là phát triển và triển khai một cái ứng dụng quản lý về thời gian nghỉ mát nó linh động cho người quản lý và nhân viên, giống như quản lý cái thời gian vacation của họ. Đấy, đấy là cái tiêu đề nó đặt ra bài toán như thế, cũng như là một cái ông chủ sick leave, rồi personal time off, như cái thời lỗi mic hay là lỗi mạng hay sao ấy thầy ạ? Alo. Alo. Ơ Dương lại làm hot à? Dương kìa. Đúng sau khi please. Không phải tao. Alo, mọi người nghe được chưa? Rồi ạ. Dạ được rồi thầy ạ. Vì là tôi đang dùng mạng của điện thoại, mạng ở nhà thì hiện tại giờ hai con tôi nó đang học, mà mọi người cũng đang dùng, thế là nó hơi yếu, thế thành ra là đang phải dùng mạng của điện thoại. Vừa rồi có tin nhắn gì riết gì đấy nó ngắt mất. Cái máy này cũng máy test thôi, thành ra cũng không ai biết số đâu. Ok, thì tôi đang quay về cái vấn đề là đang nói về cái bài toán thực tế để muốn các bạn xem là như thế nào. Ok không nhỉ? Ok, đây là vacation đây. Cái vacation checking system này. Rồi ok. Cho người quản lý và cho nhân viên quản lý cái thời gian của họ ấy. Quản lý cái thời gian... chúng ta vẫn quen vacation thì nó là nghỉ mát đúng không? Tuy nhiên ở đây là nghỉ thôi. Nó thời gian mà kiểu dạng như là off work thôi. Cái gì đây? Rồi, ok. Ok. Chúng ta vẫn quen gọi là vacation nó là cái thời gian kỳ nghỉ ấy, nhưng thực tế nó là leisure. Nó là period of leisure, có nghĩa là cái thời gian mà rảnh rỗi, thời gian mà không phải, nó là off work, nó không làm việc, phải nhỉ? Thì như vậy
đối với cả cái hệ thống vacation management này, vacation time checking system này, thì nó sẽ checking ra rằng là một cái người nhân viên, người quản lý sẽ có cái thời gian off work như thế nào, off work như thế nào. Anh em. Thì những cái yêu cầu, cái features ở đây. Đấy, ok. Nó là cái đặt những cái hệ thống về luật linh động để mà xác định ấy. Xác định cái yêu cầu thời gian mà nói chung là off work, leave of the office, có nghĩa là không làm việc, sẽ có cái tính năng là duyệt của người quản lý. Ví dụ một cái ông ấy muốn nghỉ thì phải có cái sự duyệt của người quản lý. Provide a set of requests for the previous calendar year. Allow requests for meetup in the future. Nó liên quan đến truy cập vào những cái khoảng, cái lịch của cái năm trước và cho phép những cái yêu cầu có thể là làm cho cái năm hiện tại và trong tương lai. Khi mà ông ấy không nghỉ thì ông có thể là dùng cái thời gian đấy cho những năm trước. Đấy là tôi suy đoán. Còn các bạn phải hiểu rằng tôi đang suy đoán. Còn đâu tiếp theo cụ thể như nào thì chúng ta phải có cái quá trình là đi lấy yêu cầu thì nó mới rõ ràng. Thì ở đây là một loạt những cái chức năng mà họ liệt kê ra đây. Đấy. Và ở đây. Đấy, ví dụ như là manager thì có approve request này, on call time này, edit employee record này, manage location, manage list category, override list request, employee manage time, system là backup system log. Thì ở đây là chỉ ra rằng những cái vai trò người dùng có trong cái hệ thống và người ta có được cái top level user case model. Đây là mô hình user case model. Đấy. Thì trong bất cứ một cái dự án nào, cái biểu đồ đầu tiên mà cần phải quan tâm đấy là biểu đồ user case, để nó xác định xem rằng là trong hệ thống đấy có những cái vai trò người dùng nào, hay thực tế là cái hệ thống đấy được thiết kế ra để cho những cái người nào sử dụng là chính xác nhất. Cái thứ hai là chúng ta có được là các chức năng cho những cái người dùng này. Đấy, chúng ta có các chức năng cho những người dùng này. Đấy, thì chính vì vậy mà nó sẽ xác định ra được cái biểu đồ user case. Vì các bạn biết vì sao mà nó có những cái user case này chưa nhỉ? Có bạn nào biết không? Vì sao mà nó lại ra được các actor này và có user case này không? Có bạn nào biết không? Vì ở đây là nó xác định cái yêu cầu của chúng ta nên follow key features. Đấy. Và những cái vai trò người dùng ở phía trên nó sẽ xác định nhá. Vân vân. Thì từ đấy thì nó mới đưa ra những cái mô hình và những cái mô hình. Ở đây thì nó đưa ra deployment diagram. Đấy, như là client thì như nào, server thì như thế nào. Như Tomcat thì là dùng Java, cả nhà. Đấy, triển khai deploy cái firewall này và dùng SQL. Ở đây thì là liên quan đến SQL thôi. Các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ thì dùng SQL. Đấy, chúng ta có client là server farm này, server application, server database server. Đấy, logical view. Vân vân. Thì ở đây nó xác định cho chúng ta về cái mô hình triển khai và mô hình giao tiếp giữa client và server. Đấy, như là ở đây chúng ta có browser thì là phía client. Đấy, qua giao thức HTTP network service như Getpost và nhờ thì chúng ta đến web container. Web container này thì đó là được xây dựng các thành phần quan hệ của nó như application,
file system, web page controller. Đấy, database thì chúng ta có entity. Đây là thể hiện các mối quan hệ. Các bạn thấy là cái mũi tên này nó cũng khác đúng không nhỉ? Các bạn có bạn nào biết mũi tên này ý nghĩa là gì không? Có bạn nào biết không? Nếu bạn nào đọc thì có thể là biết đấy. Chúng ta biết rằng là phân tích và thiết kế hướng đối tượng là phân tích và thiết kế tạo ra những cái mô hình hóa đối tượng và quan hệ giữa chúng trong hệ thống đó. Thế nên là cái mũi tên ấy là thể hiện cái mối quan hệ giữa các đối tượng. Đấy. Đấy, chúng ta có những cái cài đặt. Ở đây thì họ tập trung vào cái mô hình triển khai. Cái project này thì họ tập trung vào cái mô hình triển khai là phần lớn. Đấy, mô hình triển khai là phần lớn. Ok, thôi được. Thì những cái này các bạn về đọc tiếp đi. Chúng ta về đọc tiếp. Các bạn thấy là mũi tên này nhá, nó khác đấy, khác đấy, khác đấy, khác đấy. Thôi, bây giờ chúng ta quay lại những cái dễ dễ. Vừa rồi chỉ cho các bạn cái khó, bây giờ chúng ta học dễ mới cảm thấy rằng là yêu cuộc đời hơn. Vì là chỉ cái khó mới thấy các bạn rằng là ồ cái này khó quá mình không hiểu. Nhưng mà bây sang học cái dễ mới thấy rằng là ồ chúng ta đang được học cái rất là cơ bản. Thế là chúng ta thấy rằng là nó chả phải là cái gì khó khăn quá. Bởi vì không ai chỉ cho các bạn cái khó mà chỉ luôn cái dễ thì các bạn cứ nghĩ rằng là cái này nó khó nhưng thực tế nó rất là dễ. Rồi, chúng ta quay lại UML. UML thì nó là ngôn ngữ hình ảnh. Chính vì vậy tất cả những cái mà các bạn nhìn thấy đều là hình ảnh hết. Đấy, UML Building Blocks, chúng ta có các hình ảnh như này. Chúng ta có Building Blocks thì nó bao gồm 3 cái những cái khối và xây dựng ấy, mà cái khối xây dựng này chính là cái mà chúng ta phải xây dựng ở trong UML. Thì nó có 3 cái thành phần. Một là thinh, sự vật. Sự vật thì có cấu trúc, hành vi, nhóm và lời giải thích. Cái thứ hai là các mối quan hệ, thì nó có 4 mối quan hệ là phụ thuộc, liên kết, tổng quan ấy, hay là kế thừa và hiện thực hóa, là liên quan đến cài đặt interface của tạc lớp và abstraction lớp interface sẽ được cài đặt. Và phần thứ ba là biểu đồ. Chúng ta có các biểu chính biểu đồ cơ bản là biểu đồ lớp, đối tượng, ca sử dụng, sequence liên tiếp, hợp tác, collaboration, biểu đồ hành động, biểu đồ trạng thái, biểu đồ triển khai và biểu đồ thành phần. Tôi dịch ra như này là để cho các bạn hiểu tiếng Việt, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên dùng tiếng Anh. Bởi vì những cái bản thiết kế như này ấy, chúng ta cần phải hiểu bản tiếng Anh thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì hầu như là những bản thiết kế này nó dùng cho rất là nhiều thành phần, những cái người tham gia, rồi các công ty hoặc là những cái nhóm để làm việc cùng nhau. Thế nên là chúng ta nên hiểu cái từ, nó gọi là concept, những cái khái niệm tiếng Anh này. Đấy, như là class diagram, object diagram, user case, sequence, collaboration, activity, state chart, deployment, component, hay các mối quan hệ như là dependency, association, generalization, hay realization, thì nó đều là tiếng Anh cả thôi. Đấy. Hay chúng ta có structural things, behavioral things, grouping và annotation. Thì cái khối block ấy nó chia ra làm 3 cái thành phần như này và nó có cụ thể thì là nó được chia ra như vậy. Chúng ta có building block thì đối với cả structural thing chính ta có class. Class thì nó được ký hiệu như này. Cái này thì các bạn rõ rồi phải nhỉ? Interface ký hiệu như này, user case được ký hiệu như này. Đấy, đấy là ngôn ngữ ấy. Chúng ta đang học ngôn ngữ. Nghĩa là gì? Chúng ta đang xem những cái biểu đồ này. Chúng ta đang xem các biểu đồ này. Thì cái UML ấy, nó là các ký hiệu về hình ảnh. Thế chúng ta hiểu rằng là khi
chúng ta xem một cái hình ảnh như thế này thì là chúng ta đang hiểu rằng là đây là biểu diễn một cái class. Class này có tên là order, thành nhật. Có các trường là ID, product ID, price, create, update, status. Có các phương thức như là create, update, shipping, vân vân. Và nó có hai cái lớp nó được mở rộng ra hay là kế thừa từ cái lớp order này là normal order và special order. Đấy. Và chúng ta có đấy hai cái lớp này thì chúng ta nhìn vào đây và chúng ta hiểu rằng là đối với cả một cái biểu đồ UML như thế này đấy là nó đang biểu diễn ý nghĩa của nó là như thế nào. Và khi mà chúng ta có một cái customer này có một quan hệ có mũi tên như này, các bạn hiểu nhỉ? Đây nó có các aggregation này, composition. Nếu mà mũi tên như này thì ý nghĩa là gì? Mà mũi tên như thế này thì ý nghĩa nó là gì? Mà mũi tên như này nó là như thế nào? Đấy, mũi tên như vậy ý nghĩa của nó là gì? Thì nó đều có ý nghĩa. Bởi vì tôi lại nhắc lại thì phân tích và thiết kế hướng đối tượng là chúng ta tạo ra những cái đối tượng và các mối quan hệ của cái đối tượng này. Đấy. Chúng ta tạo ra không phải là để ngắm mà tạo ra ấy, để mà đối cả biểu đồ lớp là cho cái người lập trình người ta nhìn vào đây người ta sẽ thiết kế ra cái lớp này. Và các bạn có những cái tool, ví dụ các bạn lập trình bằng C cộng cộng thành nhầm. Đây, chỉ ra các bạn chờ chút. Lên race. Ok đi. Thay mô đồ đi. Đấy. Desktop đi. Đây là order. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta có được là ở đây nó sẽ thể hiện cho chúng ta rằng là những cái order này ý nghĩa như nào. Đây nó khai báo class order này, object này, void, create, vân vân. Và chúng ta có normal order, phải nhỉ? Normal order này nó được kế thừa từ lớp order này. Đấy, amount, object point. Hay là đây, kế thừa order, discount point, start ID amount, vân vân, object point. Thì ở đây là giúp cho chúng ta xây dựng ra cái ứng dụng. Các bạn thấy là tôi vừa gen ra C cộng cộng ấy. Nhưng mà các bạn có thể gen ra PP, gen ra ok. Cái này là PP đi. Đấy, PP thì nó chúng ta có thể xem. Đấy. Như là normal order, extend order này, có amount, có constructor, có update point. Đấy. Các bạn thấy rằng là ở đây là nó sinh ra cho chúng ta cái khung thôi. Còn nó cụ thể xây dựng như thế nào thì chúng ta sẽ phải xây dựng cho từng cái chức năng. Như ở đây chúng ta có update point, amount. Đấy, thì ở đây nó cũng có amount, update point.
đây đấy void này, float amount này, profit point vân vân. Thì các bạn thấy rằng là cái building block nó như vậy, thì ký hiệu của UML là như này và nó như vậy. Đây đây lớp, đây giao diện, đây user case, đây là component, node và các mối quan hệ. Node thì nó thể hiện cái mô hình triển khai, component thì nó xác định các component. Các bạn hãy xem lại cái tài liệu cái project này và các bạn sẽ thấy hình ảnh của những component và cái deployment. Đấy. Component và deployment. Đây là các component anh em. Device. Các thành phần của cái project của chúng ta. Ok các bạn chờ chút để tôi xem có mô hình triển khai nào không. AI thì chắc chắn là liên quan đến các state, class diagram, đấy, các class. Nghĩa là mỗi một project này nó tập trung cho các bạn một cái loại biểu đồ để chúng ta hiểu. Thì các bạn cố gắng về xem đi. Chúng ta xem như này thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn trong cái quá trình mà chúng ta vừa rồi là tôi xem cái project nào nó có cái component, nó có cái mô hình triển khai ấy. Như hình như cái project đầu tiên ấy, cái project đầu tiên ấy thì nó chứa các nốt, đây là chứa các thành phần này, đấy, đây là các user case kiến trúc, user case bucket. Đây là các bucket, các gói mà ứng dụng sẽ được xây dựng theo từng cái thành phần. Ok. Các bạn có tài liệu trên link rồi đấy. Trong cái link tài liệu đấy, chúng ta cùng tìm đi. Đấy, đây, deployment đây. Thì đây là các nốt. Đấy, chúng ta ngắm một chút.
Ok Tâm nhỉ? Bạn Tâm giơ tay đúng không? Nói đi em, nói đi. À hình vừa rồi à? Ok. Cái đây hình này á, hình này là mô hình một cái phân đoạn triển khai của cái hệ thống SNS. Nó triển khai theo cái như này, nghĩa là nó có cái phần ground side này, land side này, set line, constellation này, user device này. Có nghĩa ở đây nó đưa ra cái mô hình triển khai, có nghĩa là nó có cái phần mà liên quan đến lấy tín hiệu của satellite này, nó sẽ thông qua, nó sẽ có một cái triển khai của một cái khu vực để mà thực hiện đấy, để nhận tín hiệu hoặc là xử lý tín hiệu gì đó. Cái ground side là dưới mặt đất đấy, ví dụ như người vận hành hay người bảo trì, người ta sẽ thông qua cái ground side này để mà tương tác đối với cả hệ thống. Đấy, họ có thể quan sát là gì đấy. User device thì là cái người dùng, người ta có cái thiết bị như là điện thoại di động hoặc là cái gì đấy qua satellite, họ có thể là truy cập lấy tín hiệu từ atmosphere space vào cái satellite constellation này. Đấy, đây là cái hình ảnh của mô hình triển khai, nó sẽ được thực hiện như vậy đối với cả hệ thống này. Ok không nhỉ? Thì ở đây ấy, là chúng ta có cái nốt này. Tôi muốn chỉ các bạn rằng là cái nốt này các bạn chỉ thấy là cái hình khối này đúng không nhỉ? Khối hình chữ nhật này. Nhưng mà nó đang thể hiện cho chúng ta từng cái khối này. Từng cái khối này sẽ tương ứng là từng cái nốt. Các bạn hiểu không nhỉ? Khi mà chúng ta vẽ cái deployment diagram ấy, thì ở đây là nốt, đây là nốt, đây là nốt, đây là nốt. Ok chưa? À, đúng. Tất cả đây là các thiết bị phần cứng. Đã nói về mô hình triển khai ấy, thì các nốt đều thể hiện rằng là cái mặt về physics và như server là gì đó, hoặc là logical server thì nó cũng thuộc vào trong cái physics server. Cái satellite constellation này cũng là một cái thiết bị vệ tinh. Hiểu nhỉ? Cái ground side này thì cũng phải trong đấy, nó chứa rất nhiều server để nó nhận tín hiệu và nó xử lý. Hay ground side này nó chứa rất nhiều các máy móc để nó vận hành. Hay là user device này, nó cũng là cái nốt, nó là cái terminator. Cái terminal là cái thiết bị đầu cuối, như là thiết bị di động hoặc là cái thiết bị gì đấy nó nhận được tín hiệu satellite. Đấy. Thì ở đây nó đều thể hiện. Khi mà chúng ta vẽ một cái nốt như này thì nó đang thể hiện trong cái biểu đồ của chúng ta rằng là chúng ta đang thể hiện rằng là có một cái hệ thống triển khai sẽ được thực hiện như vậy. Đấy. Các bạn thấy rằng là ý nghĩa của cái hình ảnh của cái nốt nó là như vậy. Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Còn đâu cái này thì các bạn về các bạn đọc cho nó kỹ để mình hiểu nó sâu hơn. Được. À, nó cũng là đúng rồi, chính xác rồi. Cái component này nó cũng thể hiện cái thành phần vật lý. Nhưng mà cái thành phần vật lý này nó không phải là một cái phần cứng hoặc là cái gì đó, mà nó là cái thành phần mềm, nó là thành phần. Đây, để tôi xem nào. Đây, thì cái component này, component diagram này, thì ở đây ý, nó là những cái phần mềm, các thành phần mà nó được xây dựng ở trên cái mô hình đấy. Đó, cũng là cái satellite nhưng nó là cái component, nó cái thành phần là satellite thôi.
Nói này thì có vẻ khó hiểu, nhưng mà tôi sẽ nói một cái ví dụ. Như là một cái hôm trước tôi có đưa cho các bạn một cái giỏ hàng, và nhờ trong cái việc mua hàng ấy, cái giỏ hàng thì nó sẽ có các thành phần như là kho hàng, thành phần như là shipping, thành phần như là thanh toán. Đấy là những thành phần mà nó liên quan đến cái giỏ hàng. Ok không nhỉ? Cái đấy nó sẽ dễ hiểu hơn là cái slide này. Hoặc là các thành phần như là trong các framework của các bạn. Đấy, các bạn có thể xây dựng các thành phần riêng ra. Một cái framework như là Laravel hoặc là PHP hoặc là C Sharp, như là MVC hoặc là nhiều cái framework khác như là Spring của Java. Thì những cái component ấy, nó được xây dựng ra ấy, nó sẽ giải quyết một vấn đề riêng. Những component đấy được xây dựng ra để mà giải quyết vấn đề thanh toán, hoặc là giải quyết cái vấn đề component như là comment hoặc là product hoặc là review product hoặc là vân vân và vân vân. Đấy là những component nó được thiết kế riêng. Ý nghĩa của component diagram nó là như vậy. Ok không nhỉ? Nghe có khó hiểu không? Khó hiểu không nhỉ? Khá là khó hiểu. Khó hiểu nhưng mà nó là như vậy đấy. Còn các bạn không hiểu ấy, là bởi vì chúng ta chưa gặp qua hoặc là chưa kinh nghiệm. Vậy nhỉ? Cái này nó mới không? Cái này nó cũng mới thế ạ, nên nó cũng phải cần thời gian để nó loát tí. Tất nhiên rồi. Các bạn thấy rằng nó mới và không hiểu ấy. Component function diagram symbol. Thì các bạn nên tìm hiểu nó. Tìm hiểu. Khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tìm hiểu, thì nó mới ra được những cái ý nghĩa của cái component, hoặc là những cái ý nghĩa mà chúng ta không hiểu. Đây, để chúng ta xem là có một component nào không. Đây là biểu đồ component của một cái hệ thống quản lý thư viện. Chúng ta có component về member, thì component member nó chỉ quản lý cái thành viên thôi. Ví dụ như là đăng ký đăng nhập mượn sách hay là gì đó, quản lý thông tin của thành viên. Cái book thì là quản lý toàn bộ sách ở trong cái thư viện đó, thì nó được tạo thành một cái thành phần component. Đấy. Liên quan đến cơ sở dữ liệu, liên quan đến tìm kiếm, thì nó chỉ phục vụ cho những cái vấn đề riêng, cái component của cái hệ thống đấy. Và cụ thể hơn ấy, trong cái component này có bao nhiêu lớp, thì nó sẽ tạo cho chúng ta những cái file của cái lớp đó. Đấy, trên cái phần cứng thành như là chúng ta có ở đây có ví dụ không? Đấy, trong cái book component thì nó lại chứa những cái lớp, và trong những lớp đấy sẽ được thiết kế ra thành những cái file phần cứng như thế này. Đấy, thì cũng đây cũng là component. Đây cũng là component diagram. Thì ý nghĩa của component diagram nó là như vậy. Các bạn thấy rằng là ký hiệu là như này này, và có dấu như này, thì đấy là component. Đấy, ký hiệu như này. Thì đây là component. Component, cái thành phần này là cloud như e, như lake. Đấy, đây là thể hiện về môi trường. Đấy, liên quan đến mây rồi, hồ nước rồi, không khí. Phải nhỉ? Đấy, nó thể hiện một cái biểu đồ component. Đấy, như là component order, phải nhỉ? Đây là một cái component mà nó liên quan đến quản lý order. Và trong order đấy thì nó sẽ được thiết kế ra
những cái lớp như ở đây. Và cái lớp này nó sẽ được thiết kế ra các file trên ổ cứng. Đấy, trên ổ cứng file như là order.java, normal.order.java hay là special.order.java chẳng hạn. Thì đấy cũng là component diagram. Ok. Các bạn hiểu vậy thôi, còn cứ không hiểu thì mới phải tìm hiểu, mà có tìm hiểu thì nó mới vỡ. Còn không tìm hiểu thì mãi mãi nó chỉ là khái niệm vậy. Tiếp tục, chúng ta có những cái building block liên quan đến hành vi, thì chúng ta có message là thông điệp và state trạng thái. Đấy, khi mà những hành vi nó interaction đấy, thì cái message này nó sẽ thể hiện rằng là cái sự tương tác giữa các đối tượng với nhau. Các bạn lưu ý là chúng ta đây là những cái interaction, phải không? Đây là interaction mà nó thể hiện cái sự tương tác giữa các đối tượng với nhau. Đấy. Thì cái interaction này nó có ở trong các biểu đồ hành vi. Chúng ta có hai biểu đồ hành vi. Đấy là biểu đồ sequence diagram và biểu đồ, đây là sequence diagram và biểu đồ collaboration diagram. Đây là hai biểu đồ. Okay. Và có stage, đây là ký hiệu của UML. Chúng ta đã học ngôn ngữ mà, ngôn ngữ UML nó là hình ảnh. Đây là trạng thái. Còn đây là hình ảnh packet. Packet thì vừa rồi xem qua ví dụ thì rất là nhiều. Đấy. Packet thì nó thể hiện những cái phần tử của mô hình UML vào với nhau, như là cấu trúc hành vi nó cho vào với cái hình trái đất giống như là mất mạng rồi. Tôi tắt âm đấy, vì vừa rồi là bà xã tôi hỏi cái vấn đề gì đấy, tôi phải trả lời. Vợ gọi là phải trả lời ngay, không là rách việc lắm. Ok. Em lại tưởng là mất mạng. Ok. Tiếp tục. Rồi packet note annotation. Thì đây là ghi chú cho cái UML của chúng ta. Đấy. Rồi chúng ta chuyển sang, đây là các ký hiệu mà liên quan đến những cái structure liên quan đến relationship, là mối quan hệ. Thì chúng ta có bốn cái mối quan hệ, là dependency là phụ thuộc, rồi association là mối quan hệ căn bản, generalization là mối quan hệ tổng quan hay là kế thừa, hay là realization là mối quan hệ hiện thực hóa. Đấy, nó dùng để cài đặt những interface, những abstraction thì là chúng ta dùng realization. Thì trong dependency ấy, nó có hai cái mối quan hệ nó được chia rõ ra, đấy là aggregation và composition. Aggregation là quan hệ phụ thuộc từng phần, còn cái composition là quan hệ toàn phần. Ở trong đây thì tôi có đưa ra, chỉ ra là quan hệ aggregation nó như là cái ô tô và cái cửa, và cái composition là ô tô và cái engine là bộ máy. Nếu mà cái cửa nó hỏng thì bản chất của ô tô đấy nó cũng không thay đổi,
các bạn hiểu không nhỉ? Nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng, có đúng không? Có đúng không nhỉ? Các bạn phản hồi chút đi, một mình tôi nói cũng thấy mỏi. Rồi, ok, rất tốt. Cái composition là toàn phần ảnh hưởng trực tiếp khi mà nó thay đổi, nó thay đổi bản chất luôn. Khi mà một ô tô mà cái máy của nó bị hỏng ấy, engine nó bị hỏng mà nó bị đập ra ấy, thì cái ô tô đấy nó đã bị thay đổi bản chất rồi, nó đã bị gọi là quẻ quạt, nó đã bị chỉnh sửa rồi đấy. Nên cái composition là cái quan hệ mà khi mà thể hiện một cái mối quan hệ mà khi mà có một thành phần nó thay đổi thì nó dẫn đến bản chất của sự vật hoặc của cái đối tượng đấy nó cũng bị thay đổi. Hay chúng ta biết rằng là một cái máy tính ấy, thì nó là CPU cộng memory và các IO device. Thì cái quan hệ CPU và computer ấy là composition, còn quan hệ keyboard, mouse hay là IO device ấy, thì nó là aggregation. Nếu như các thiết bị vào ra này nó hỏng ấy, chúng ta hoàn toàn là thay, thì bản chất của cái máy tính đấy nó vẫn không, nó vẫn bình thường, nó không sao cả. Nó vẫn là core i mấy và nó là như thế nào đó của CPU, tốc độ nó vẫn là như vậy. Nhưng nếu mà cái CPU nó bị hỏng ấy mà chúng ta phải thay thế thì bản chất của cái máy tính đấy đã bị thay đổi. Thì đấy là quan hệ composition. Thì tôi muốn chỉ cho các bạn hiểu cái dependency, nó có hai cái rõ hơn. Đấy là aggregation và composition, ý nghĩa của nó là như vậy. Tôi không biết là tiếng Việt nó dịch ra như thế nào, nhưng mà cái aggregation và composition nó là như vậy. Người ta gọi là kết tập với cả cái gì gì đó, nhưng mà tôi thấy rằng là cái từ đấy nó thật là khó hiểu. Tôi đọc luôn là aggregation và composition đi. Thì trong cái style ML của chúng ta ấy, nó được thể hiện qua cái lớp. Và cái customer và order nó là quan hệ gì nhỉ? Các bạn nào trả lời giúp tôi được không? Các bạn lần sau ao ra không cần phải chat chít gì với tôi đâu, cứ thoải mái. Về vấn đề là chúng ta học tập các bạn được của các bạn mà. Tôi chỉ mong muốn là các bạn tham gia vào lớp học và thu được cái kiến thức thôi. Còn cái việc mà các bạn ở lớp hay không thì đấy là việc của các bạn, không phải chat chít với tôi đâu. Rồi, quan hệ của customer và order là quan hệ gì nhỉ? Các bạn đã trả lời giúp tôi được không? Liên kết ạ. Liên kết à? Nó là association này đúng không nhỉ? Được. Rồi, có bạn nào có trả lời khác không? Composition à? Như này đúng không? Có phải là composition không? Đúng rồi, chính xác. Có bạn nào có ý kiến khác không? Bạn Tâm thì bảo là composition. Còn có bạn nào cho ý kiến khác? Tôi gọi chút cho vui chứ loanh quanh. Có bạn Tâm rồi bạn Phong rồi bạn Duy. Bạn Vân Nam đi nhỉ? Giang Vân Nam. Tên của bạn dạ. Rất là Trung Quốc đấy. Bạn có phải gốc Trung Quốc không? Dạ không ạ. Ok. Ok. Nhờ chắc là cũng có liên quan đến Trung Quốc đấy. Dạ cũng. Ní hào, ní hào mà. Rồi, bạn trả lời giúp tôi đi.
cái quan hệ giữa cái customer và order này là quan hệ gì? Có phải composition không? Em thì có. Sao lại có được? Quan hệ composition là quan hệ gì nhỉ? Quan hệ phụ thuộc hoàn toàn hay là toàn phần? Là quan hệ phụ thuộc hoàn phần à? Không, không đúng. Hay nghe. Cái này không đúng đâu. Thì em nghĩ là kiểu customer thì mới order được chứ còn có gì nó order nữa. Chính xác rồi. Cái vật này ấy, được tạo ra từ vật này. Đây nha. Cái customer nó tạo ra order. Nếu như mà bạn Tâm bạn bảo là đây là composition ấy, thì khi mà cái thằng này nó mất đi thì bản chất của thằng customer có bị thay đổi không? Nó có bị ảnh hưởng gì đâu? Nó có phải bị đau chân, đau tay hoặc là bị ảnh hưởng, nó thay đổi bản chất của customer đâu mà là quan hệ composition được. Không, không nói về được. Quan hệ ở đây, chúng ta đang nói là quan hệ giữa khách hàng và order. Có nghĩa là có phụ thuộc. Nhưng mà khi mà phụ thuộc ấy, chúng ta có thể là để aggregation thay đổi cũng không sao cả. Hoặc là chúng ta cho nó cái là dependency. Ok không nhỉ? Cái này nó phụ thuộc vào cái này. Đấy. Hoàn toàn là được. Đấy là chúng ta muốn thể hiện rõ ràng. Và nó còn có một cái nữa là để xác định từ đây. Sao thằng này lại không ra được? Các bạn chờ chút nhé. Tắt à? Sao? Ok, không đúng. Đàn tôi sẽ tìm hiểu lại xem cái này sao cái thằng quan hệ này lại không ghi, không ghi ra được cho chúng ta một n nhỉ? À đây, đây rồi. Đây một sao, phải nhỉ? Đấy, quan hệ đây là quan hệ một sao. Lại một cái nữa. Phụ thuộc nó lại không cho chúng ta. Thôi được, chúng ta để cái này để mà xác định rằng là cái mối quan hệ này nó là một sao hay là một một hay là bao nhiêu. Đấy, quan hệ association và để cái quan hệ của nó là một n hay là n bao nhiêu, như vậy cũng được. Còn trong biểu diễn của đây là xét về mặt mặt dữ liệu. Chúng ta xem mặt dữ liệu liên quan đến, bởi vì sau này nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái entity, một cái object là customer và order, thì nó sẽ là quan hệ như này. Còn đối với cả lớp ấy, thì nó, chúng ta chỉ quan tâm rằng là cái này nó dependency, cái này nó được kế thừa cái này nó được kế thừa cái này thông qua những cái mối quan hệ này thôi, cái hình ảnh này. Đấy, các bạn hình dung không nhỉ? Đấy, thế thôi, tôi cũng chỉ dạy vậy thôi. Còn nếu bạn nào mà tùy theo cái giác ngộ của các bạn, và bạn nào mà cảm thấy ham học, thích học thì có thể là hỏi lại nếu như mà còn thắc mắc. Nhưng mà ý nghĩa của nó là như vậy. Dependency, generalization, association và realization. Cái dependency này thì là
nó xác định cho chúng ta một cái regression và composition, đó là k đo và k engine. Tôi có ví dụ nó trực quan nữa nhưng mà nó cũng khá là gay gắt, như là con người ấy, như là regression thì nó giống như là person và class quần áo phải nhỉ. Còn cái composition ấy, nó là person và liên quan các part of the body. Đấy, như là chân tay, mồm, miệng, các bộ phận trong cơ thể của mình. Nếu mà những cái bộ phận mà nó hỏng ấy, thì là bản chất của chúng ta đã bị hỏng. Đấy, nó rất là rõ ràng. Còn cái aggression thì person với closure. Nếu mà có hỏng áo, hỏng quần hay gì đấy, chúng ta phải thay đổi được, không ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Đấy, quan hệ phụ thuộc đó là như vậy. Nó thuộc của chúng ta, nhưng mà thực tế khi nó bị có thay đổi thì chúng ta cũng không bị thay đổi. Ok. Rồi. Tiếp tục. Về chúng ta có cái basic notation. Basic notation ấy nhắc lại cho chúng ta những ký hiệu của cái UML này thôi. Thì nó nằm ở trong cái phần basic notation này. Đấy. Cho các bạn 2 phút để mà chúng ta xem lại cái link này. Chờ. Rồi, 2 phút. 10 giờ 20 thì lại tiếp tục. Đấy, thì tôi cũng tóm tắt lại những cái notation này, ý nghĩa của nó là như nào. Thế thôi, là chúng ta kết thúc bài học. Sau đấy là chúng ta quay lại cái vấn đề style ML một chút. Rồi, các bạn đọc đi nhá. Alo, thế nào? Các bạn có thấy rằng là cái notation đấy nó có gì đặc biệt không? Đấy, notation đây. Thì notation thì nó là các ký hiệu. Những ký hiệu cơ bản. Ký hiệu cơ bản nó có class. Class thì là được ký hiệu như này, student là tên này, các thuộc tính này. Các phương thức, đây cũng là các phương thức. Responsibility thì là cái trách nhiệm, thì nó cũng là phương thức. Cái object thì nó giống như class, nhưng mà dưới chân của tên của cái class đó thì có cái dấu gạch chân ở dưới, thì nó là object. Interface, nhóm các hành vi, nó thể hiện rằng là cái collaboration. Thì lớp trước thì có bạn hỏi rằng là cái collaboration này và cái user case thì có gì khác nhau, phải nhỉ? Nó đều là hình bầu dục mà. Đây, như là đây là user case này, đây là group of responsibility hoặc là collaboration. Thì chúng ta có biểu đồ user case ấy, là nó như thế này, phải nhỉ? Biểu đồ user case thì nó như thế này. Nhưng bạn thấy rằng là
Đây là một cái biểu đồ liên quan đến user case. Chúng ta có quản lý đơn hàng thông thường và quản lý đặc biệt. Manager thì có báo cáo quản trị. Thì cái này tôi vừa thêm vào. Lúc cái nhóm trước thì tôi vừa thêm một cái payment. Chúng ta có hai thành phần, một là actor, hai là user case và mối quan hệ của nó. Actor thì là con người, máy móc, đây là máy in. Đây là hệ thống thanh toán. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng các hệ thống thanh toán online. Ở Việt Nam mình có những hệ thống thanh toán online nào nhỉ? Các bạn nào biết không? Google. Cũng các nhà mạng cũng là kênh thanh toán. Momo cũng là kênh thanh toán. Momo, Viettel Pay, AirPay. AirPay, Ngân Lượng, Bảo Kim phải nhỉ? Đấy, đấy là những cái hệ thống thanh toán. Thì những hệ thống thanh toán đấy hoàn toàn là chúng ta có thể có những cái tích hợp với cả cái module hoặc là cái chức năng thanh toán của cái hệ thống này. Thì cái payment system ấy nó được coi như user case. Thì đối với cả một user case ấy, nó được định nghĩa là chức năng của một nhân tố xác định chứa một loạt các hành động mà có kết quả có thể quan sát từ actor nhân tố kia. Thì trong này nó phát sinh rất nhiều các đối tượng, trong một user case phát sinh rất nhiều đối tượng. Như một user case liên quan đến quản lý đơn hàng thì nó sẽ phát sinh ra những đối tượng như cái lớp, như lớp customer, lớp product, lớp order, rồi những cái liên quan đến lớp thanh toán về currency, tiền tệ, rất nhiều. Thì những cái đối tượng đấy nó phát sinh ra những cái hành vi mà tương tác lẫn nhau thì nó mới tạo ra được cho chúng ta cái collaboration này. Collaboration thì nó thể hiện những cái trạng thái hành vi của một cái đối tượng nào đấy hoặc là của các đối tượng trong một hệ thống. Đấy là sự khác biệt, mặc dù là cùng hình bầu dục. Một cái là connected, phải nhỉ? Connected. Một cái là liên liền. Đấy. Actor. Chúng ta có biểu tượng của user case là đây. Đây là user case. Phải nhỉ? Còn đây là actor. Đấy. Các bạn thấy rằng là trong cái biểu đồ user case này thì nó có chỉ có actor, user case, bucket và các mối quan hệ thôi. Đấy. Chúng ta có cái điểm khởi đầu là dấu chấm đen này, initial state, và điểm kết thúc là final state, là dấu chấm đen và dấu tròn xung quanh. Active class thì chúng ta có cái lớp thông thường nhưng mà nó rất là đậm. Trong active class như tôi giải thích là thường sẽ có phát sinh ra những cái xử lý về thread, xử lý song song ấy, về luồng của lập trình. Đấy, component, node, ký hiệu. Tương tác thì chúng ta có biểu đồ sequence và collaboration. Đây là sequence. Nó thể hiện rằng là trong một cái biểu đồ sequence thì nó sẽ có các đối tượng nó tương tác lẫn nhau và nó có các thông điệp giữa các đối tượng này. Ví dụ như từ đây có một thông điệp sang đối tượng này là xác định cái cỡ của cái tự của cái công việc ấy, tay sai ấy, cái cỡ của cái công việc là xác định, nó gửi sang cái target detector, cái đối tượng này. Thì trong một cái biểu đồ sequence này thì nó có cái đường lifetime, đường sống của cái object này. Khi bắt đầu nó phát sinh ra một cái tương tác thì bắt đầu nó phát sinh ra sự sống của cái đối tượng này. Đấy, và nó gửi đi. Bên này bắt đầu xuất hiện cái thời gian của nó đây. Thời gian sống của nó từ đây đến đây. Và nó return. Cái hàm return trở lại là nét đứt. Nó giống như là chúng ta có một cái thanh toán. Như customer yêu cầu một cái
hoặc đây là send order. Đấy. Thì order này check rồi set order là normal hay là special vân vân. Đấy, hay thực tiện liên quan đến thanh toán hay gì đấy là vấn đề của cái việc đấy. Với state machine thì nó thể hiện cái máy trạng thái. Thì ở đây là ATM, nó thể hiện rằng là một cái máy trạng thái nó thay đổi. Đấy, nó bắt đầu có điểm initial state và nó sẽ xác định cho chúng ta các trạng thái như thế này. Được không? Nó xác định cho chúng ta các trạng thái tương tự như thế này để chúng ta biết. Đấy. Có idle, có insert, pin number, select menu và confirmation để cho chúng ta biết rằng là nó có các trạng thái thay đổi. Đấy, grouping thing thì chúng ta có ký hiệu của backit component. Annotation thì ký hiệu của ghi chú. Các bạn thấy ghi chú là chúng ta có hình như này và cái góc này, góc gãy. Đây là thể hiện các mối quan hệ. Đấy, như là dependent và independent. Cái mà phụ thuộc sẽ trỏ vào cái không phụ thuộc, như là order sẽ phụ thuộc vào customer. Mũi tên là nó như vậy. Hay đấy, customer view thì phụ thuộc vào customer, hay là GUI thì liên quan đến business. Đấy. Đấy, association generalization. Mối quan hệ. Đấy, employ và organization vân vân. Đấy, ký hiệu mở rộng để thể hiện xem rằng là cái tag value là gì đó, nó có trong lớp, trong class. Và kết thúc thì các bạn thấy rằng là tất cả những cái này tôi đều tổng hợp lại từ cái bài giảng này thôi. Thế nên là nhiệm vụ của chúng ta là về cứ đọc hết những cái phần này là chúng ta sẽ hiểu được UML nó như thế nào, ý nghĩa của UML gói gọn ở trong toàn bộ cái này. Và cái slide lecture 4 ấy, là nó sẽ cũng thể hiện toàn bộ những cái phần phía sau. Còn phần bài sau thì chúng ta liên quan đến các diagram. Đấy, có thể là tôi sẽ không dạy được hết, nhưng mà các bạn sẽ phải về đọc. Đấy. Và có vấn đề gì không hiểu thì trao đổi lại, trao đổi lại với tôi. Ok, còn tài liệu thì các bạn có thể lấy cái tài liệu ở đây hoặc là tài liệu ở đây để xem các project cụ thể, để xem nó thiết kế như nào. Tôi xem là có cái ví dụ. Hướng đối tượng. Ok. Có ví dụ thôi, còn đồ sách thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có nhiều đấy. Tổng hợp mẫu thiết kế hướng đối tượng thông dụng có vẻ hay đấy. Khái niệm. Cái này của Betis, cái này tôi cũng có tham khảo đấy, cũng rất là hay. Họ dùng Rational Role. Cái này Rational Role còn chuyên nghiệp hơn là Rational Roles. Rational Roles là
Windows. License software. Có free trial thôi. Bản community thì nó lại sợ rằng là nó không có. Ok thì cái này cũng rất tốt. Để tôi xem rằng là có thể tham khảo được. Nếu mà cảm thấy có thể tham khảo được thì chúng ta tham khảo thôi. Ồ, cái này chưa chính xác lắm, phải nhỉ? Ồ, chúng ta đã hết giờ chưa nhỉ? Còn 2 phút. Mấy giờ nhỉ? 10 giờ 30 à? 10 giờ 35. À, ok. Hết giờ rồi. Đây là loa đài ở quê tôi. Có bạn nào ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc không? Có ạ. À, có bạn, em ạ. Bạn nào Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc nhỉ? Em có bạn Huy. Bạn Giang Vân Nam à? Vâng. Giang Vân Nam à? Bạn ở đâu vậy? Em hình như là ở khu 4 à? Ở đâu ạ? Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ạ. À, như quê ở đâu ấy, xã nào ấy? Em không biết xã nào nữa. Nhưng mà... Hả? Trước giờ thì em chỉ biết là em quê em ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Em ở Cam Giá thầy ạ. Chưa về quê bao giờ à? Không, em vẫn về đều mà, nhưng mà tại vì mọi người toàn gọi Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thì em nhớ mỗi thế thôi. Ok. Tôi ở Thổ Tăng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ơ, Thổ Tăng thì em ở Cam Giá thầy ạ. Cũng gần nhà em. À vậy ạ. Cũng gần nhà anh Nam. Đâu cần nhảy nam. Rất vui được gặp các bạn. Ờ, tôi nghe đây. Rồi được. À, tôi quên nhắc các bạn. Chúng ta sử dụng StarUML nhé. Các bạn sử dụng StarUML.io để mà trong cái bản thiết kế của chúng ta. Ok không nhỉ? Bởi vì các bạn thấy rằng là trên StarUML ấy, khi mà chúng ta thiết kế một cái class, các bạn chỉ có ký hiệu class và các mối quan hệ của nó thôi, và những cái thành phần nếu như có, hay là order thì chúng ta chỉ có actor, user, key và các mối quan hệ. Còn nếu nó rất là đúng như vậy mới là đúng. Còn nếu mà trong diagram ấy, các bạn thấy rằng là riêng cái phần UML của nó nhét hết vào đây thì rất là khó cho các bạn để mà thiết kế cho chính xác. Nên ấy, là chúng ta dùng StarUML. StarUML thì nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt rõ trong biểu đồ nào thì có các ký hiệu nào để cho nó chính xác. Các bạn hiểu không nhỉ? Thế nên là chúng ta dùng StarUML. Buổi sau thì tôi sẽ giới thiệu các khung hình StarUML cho các bạn cụ thể hơn. Nó có bản community, có bản cho các bạn download. Các bạn thấy rằng là mỗi khi tôi mở một cái, nó có hỏi tôi là có purchase hay không ấy. Ồ, chết rồi, lại ăn xếp rồi. Thế sao? Các bạn thấy rằng là nó có bảo buy now hoặc là evaluation.
Evaluate. Thì chúng ta click vào Evaluate, chúng ta vẫn trải nghiệm tiếp. Đấy, không phải mua. Ok. Thôi, cái vấn đề của bạn Tâm để sau đây nhỉ. Rồi, có gì bạn có thể đưa lên Facebook group để chúng ta trao đổi.